Rồi, xin chào mọi người nhé. Sáng hôm nay Trình đang chia sẻ và giao lưu với mọi người một cái cây mai mini. Cây này mình ghép cúc. Hiện tại thì nó đang ra hoa. Đó. Cúc này nó đâm rất là đẹp luôn. Tuyến 4-5 lớp luôn ha. Đó, mọi người thấy không? Cây cực kỳ đẹp. Cây phát rất là mạnh nha mọi người. Lọc lá này hả? Hoa này. Ở trình chị anh đánh lại cho mọi người thấy được cái màu sắc hoa chính xác nó luôn. Hả? Không, cúc tuyệt đẹp luôn. Rồi. Đây là cái phần gốc gốc đỡ với lại thoát thân của nó này. Coi nó già rồi. Mình mà nuôi dưỡng trong mấy chậu xi măng. Xi măng này lọt lòng 25. Chậu một người bê nha, chậu xi măng này không, mình đi dây chỗ này cho nó có một cái cành nó đổ gì à, cúc đọt đỏ, cây nó rất là sung cây, giống cây này nó cực kỳ mạnh luôn, mình nên lựa chọn giống để mà mình ghép á, vết ghép nó liên lạc rồi này. Hình thân thì nhỏ thôi nhưng mà nó già cây. Đó. Mini thì chơi những cái cây dáng dấp với lại là cái cốt cách của cây thì nó già, không cần to đâu, cốt không cần to nhưng mà nó già cây là được rồi. Mặt hoa nó này đó. Nó hoa chùm không, giờ mùa này thì nó hoa, nở hoa rài thì ok rồi. Nó hoa rài như thế là quá ok luôn. Giống cúc cực kỳ đẹp luôn. Rất ít trên thị trường hiện tại thì nó có những cái mạch hoa cúc như thế này. Nói chung là vừa rồi mình cũng nhân giống ra một ít. Và đã bán cái loại này nhiều rồi. Đó. Hiện tại thì chỉ còn mỗi cái này là nó cành tược là nó già. Còn mấy cái kia là mình mới ghép thôi, chưa giao lưu nha. Cái nào mà nó già cốt cách nó già mầm tược rồi mình mới giao lưu. Đó, mọi người thích cái cây này thì trình báo giá luôn là giá 800.000, giá tại chỗ nha mọi người. Không bao gồm cước phí vận chuyển nha. Bông rất là xuất sắc ha. Đó. Chân đỡ rỡ này, dưới này nó còn nhiều lắm, mình phủ lớp rơm mà để giữ ấm á. Mùa này nói chung là nắng nóng rất là róc cây. Dàn chân chân rễ nó này đó, coi hoàn toàn khỏe mạnh. Người nhìn cái lọc lé nó này là biết rồi đó, nó bắn đọt nó này, phần ranh đọt nó này đọt đỏ hoa rất đẹp. Rồi form cây thì gọn nhẹ thôi, rơi vào chiều cao nó 40 không. Chung mọi người mua về thì mình nuôi mình chơi là chơi bông với lại chơi dáng cây nó gọn nhẹ. 800.000 là trình mới giao lưu nha mọi người. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video. Giá không có bao cước, giá bán tại chỗ luôn.